đây chúng ta bắt đầu nghi thức. Nên danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng Cha. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, qua việc Chúa nằm trong mộ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa các phần mộ của những người tin tưởng vào Chúa. Và ngay dù thân xác của họ còn nằm trong lòng đất, họ tin rằng họ sẽ sống lại như Chúa. Xin cho người thân của chúng con là linh hồn an tôn, an nghỉ trong mộ này, đợi ngày Chúa sẽ cho sống lại trong vinh quang và được nhìn xem ánh sáng vĩnh cửu trên thiên quốc. Chúa hằng sống và yên trí muôn đời. Amen. Và giờ đây con sẽ có nghi thức làm đắp phép mộ.